Cô Tinh Bình. Cô rất là dễ thương cả nhà, cô lớn tuổi rồi rất là đẹp đó cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay chủ nhật trời đẹp sang đi bộ ra ngoài chợ Việt Nam sang mua đồ đây. Trời rất là đẹp, có nắng nhưng mà cũng phải mặc áo lạnh đó cả nhà. Đi bộ từ nhà sen ra chợ khoảng chừng 15-20 phút. Có tàu điện với lại xe bus sang đi cũng được nhưng mà sang thích đi bộ hơn. Đi tàu ra đó khoảng chừng 3 phút, 5 phút là tới rồi. Lâu lâu có được ngày trời đẹp thì sang đi bộ nó thích hơn á, vừa đi vừa tập thể dục luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà cũng nhìn thấy ở bên phương trời Âu ngoài đường phố nó cũng không có nhộn nhịp lắm đâu cả nhà. Đây là cái đường bình thường chứ không phải là ra ngoài trung tâm nên là cũng ít người đó cả nhà, chỉ có tàu điện với lại xe bus chạy qua lại thôi. Khu trung tâm thì nhiều người qua lại hơn, ở đây thì chỉ có tàu điện với lại xe bus chạy qua lại thôi đó cả nhà cũng nhìn thấy. Đi ra ngoài trung tâm thì nhộn nhịp hơn. Sen ở đây có một mình cả nhà ơi, đi đâu cũng đi có một mình nè. Cậu hai Sen hồi nhỏ còn đi chung, bây giờ nó không có đi nữa đâu. Cái tòa nhà trắng trắng phía bên đó hồi lúc Sen mới qua Đức học tiếng Đức ở bên đó đó cả nhà. Bây giờ nghe nói học tiếng Đức Sen sợ lắm cả nhà ơi, Sen không có học vô đâu. Bên trước có nhà hàng Việt Nam hết nè. Hồi trước Sen cũng vô đây xin phụ bếp nhưng mà người ta không có nhận. Đây nè, cái giờ chờ tàu điện cũng lâu nên Sen chọn đi bộ đó cả nhà. Bản tiếng Việt thì cả nhà cũng hiểu rồi, ở khu này rất là đông người Việt Nam á. Sen cũng đi bộ tới chợ Đồng Xuân rồi, bây giờ Sen vô bên trong. Bữa nay chủ nhật rất là đông người ta đi đó cả nhà. Sen đi ngoài đường bị phấn hoa gió nó bay vô, bây giờ nó bị khang tiếng luôn đó cả nhà. Thường là cuối tuần trong này rất là đông người. Ở đây mà trời nắng thì người ta cũng bán ở ngoài đường, nhiều người người ta đi chơi, người ta ghé vô người ta ăn và uống ở ngoài đường, người ta thích hơn đó cả nhà. Đây là chợ Đồng Xuân Việt Nam cuối tuần đó cả nhà. Bữa nay chủ nhật á.
Bây giờ Sen vô chỗ cái chị bán chè, mỗi lần Sen hay mua đó cả nhà. Chè chị này rất là ngon. Sen mua chè xong rồi Sen đi tung tăng tiếp đây. Đây Sen ghé chỗ cô bán hàng ăn vặt ở ngoài đường đây cả nhà. Hồi nãy chỗ kia thì bán chè, chỗ này là cô này cô bán nhiều thứ lắm. Sen cũng hay mua cái cỏ, lâu lắm mới gặp lại cô đó. Cả nhà nào đi chợ Đông Xuân thì ghé HL này, HL1 đúng không cô ha? HL1 ghé mua ủng hộ cô đây. Cô hay bán đồ ăn giả ngoài này, gặp cô mua ủng hộ cô nha. À, gặp cô Bình, cô tên Bình. Cô rất là dễ thương cả nhà, cô lớn tuổi rồi rất là đẹp đó cả nhà. Sen lại đi vô chỗ quầy của Ấn Độ đây cả nhà. Đây là chanh. Đây là mía cả nhà, ngon lắm nhưng mà Sen không có dám ăn, sợ cắn văng răng Sen ra. Đều đủ xanh bầu. Xài rất là ngon đó cả nhà, xài Ấn Độ ngọt lắm. Photo. The best photo. Xài đang giảm giá cả nhà ơi. Khoai lang trắng cũng rất là ngon cả nhà, lát Sen mua ít. Đây là nhãn đây cả nhà. Cái trái da rắn này Sen mua ăn lần không có ngon, Sen không thích lắm, không biết tên. Đây là măng cụt. Cái này là trái trà là sao cả nhà? Mít. 9 đồng 8. Bao nhiêu một kilo? 9 đồng 8. 9 đồng 8. Một ký 9 đồng 8 cả nhà ơi, mít Ấn Độ. Đây bình thường 14 đồng, bây giờ nó bán 9 đồng 8. Bruder, was ist das? Wie heißt diese? Jackfruit. Was ist das? Jackfruit. Giảm còn 9 đồng 8, 14 đồng giảm còn 9 đồng 8 này cả nhà ơi. Nhóc người vô mua hết trơn này, Sen cũng tính mua nửa ký đây. Nhiều người mua lắm cả nhà ơi. Ít nêm là 2 kilo đó. Hợp đó. Sen mua nửa ký cả nhà, 14 đồng giảm còn 9 đồng 8. Bắp chuối cả nhà. Đây Sen cũng đã chia sẻ rồi thì lâu lâu Sen ghé vô Sen đi quay chia sẻ tiếp. Xả. Đây Sen mua một miếng mít đó cả nhà ơi. Đây có chuối nữa cả nhà. Chuối rất là nhiều, chuối này nấu bánh tét được á. Đây là hàng quầy của người Ấn Độ đó cả nhà. Rất là nhiều thứ. Ừ, đây, cái đèn có rất là nhiều người mua đây cả nhà. Cả nhà nào tới Đức ghé chỗ Đồng Xuân HL 3 đó cả nhà, ghé chỗ này mua đồ lạnh á. Ông chủ trong này rất là dễ thương. Người Ấn Độ đây, Sen với lại bạn Sen đang rẹo ông chủ để trả giá áo nhưng mà ông chủ không chịu á cả nhà. Phải Sen còn trẻ, Sen sẽ cua ổng để cho ổng bán được giá rẻ đó cả nhà. Đây, Sen đang thích một cái áo nhung đen đen này đây. Đồ của Ấn Độ rất là tốt đó cả nhà nha. Ông chủ bên kia kìa cả nhà, ông chủ rất là đẹp trai luôn. Để một lát Sen sẽ cua ông chủ đó cả nhà. Cua để ông bán được cái áo rẻ hơn. Sen nói giỡn thôi, đi ra ngoài Sen thấy trai đẹp là Sen phải ghẹo đó cả nhà. Đây bạn Sen này rất là dễ thương nè cả nhà ơi. Đó. Hai đứa đi ghẹo trai. Hai con đi ghẹo một ông. Ổng không biết chọn ông, ổng không biết chọn đứa nào á cả nhà. Sen dành nhưng mà bạn Sen nó cũng khoái nữa nè. Cả nhà nào tới Đồng Xuân nhớ vô HL3 ghé chỗ tiệm này nha. Sen có quay địa chỉ phía bên ngoài rồi đó cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ Sen cua được anh Ấn Độ rồi, rất là đẹp trai đó nè. Anh Sen cua được anh đẹp trai rồi, ảnh bán áo giá rẻ cho Sen đây cả nhà.
rất là đẹp trai luôn. Sen là mê trai nên là tới đâu là khoái trai đó cả nhà.